Được không? Trong này mình sẽ gọi cái index. Index của controller nào em? Em nói y đúng không? Đấy, của cái controller này. Thì nó sẽ đưa lên. Thì em thấy là như này, mình thấy chưa? Mình đang ở đây chẳng hạn. Thì mình ấn vào employee nó ra luôn, sau đó em cho các phòng ban em đưa hết ra đây. Thế như hôm nọ chúng ta học là mình có một cái giao diện riêng, mình cũng có khá nhiều mục rồi đấy. Hôm trước là mình có lớp công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hệ thống thông tin đúng không? Đấy, và kèm theo vài mục đằng sau. Nhưng mà kèm theo cái này nữa thì menu của mình sẽ dài dài đúng không? Lúc đầu mới học mà không biết viết cái gì vào đây cho hết menu thì bây giờ là gì? Rất nhiều cái để mình có thể đưa ra menu nhanh nhá. Được chưa? Thì bây giờ mình còn làm công việc gì tiếp theo này? Mình sẽ có là phân trang. Cái này nhiều người quá mà cứ cuộn cuộn như này khó nhìn đúng không? Phân trang. Bao nhiêu trang đấy? Rồi gì nữa? Có một nút tìm kiếm để khi mình tìm vào đây nó ra luôn. Chứ bây giờ mình nhìn này, bây giờ tìm cái cô Anna đúng không? Nhìn căng cả mắt không biết cô Anna đâu có hay không đúng không? Mình muốn tìm đây, ví dụ thế. Và cái tiếp cái cuối cùng là mình kiểm soát lỗi. Khi mà cô xóa này chẳng hạn phải bảo là có lỗi xảy ra, xong rồi quay về chứ không phải kiểu bất ngờ kết thúc chương trình như này là không được, được chưa? Đấy thì ba cái đó cô đã có file hướng dẫn từng bước một rất là chi tiết nha. Em đọc kỹ và nhớ viết đúng chính tả. Vừa rồi có một hai trường hợp các bạn bị lỗi là do chúng ta làm chưa chính xác. Đấy, nhìn chữ nọ, sọ chữ kia, rồi bỏ bớt các bước, thế nên nó mới bị lỗi. Được không? Nếu các em làm đúng hướng dẫn ở trong cái tài liệu cô đưa thì chúng ta sẽ có kết quả nhé. Rồi các bạn có hỏi gì không? Không hỏi gì chúng ta sẽ bắt đầu làm bài. Cô sẽ xem bài một số người nhá. Để chúng ta có làm việc hay không làm việc thì cô sẽ xem bài. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tự mình làm bài. Có bạn Thắng đang chờ bên ngoài thì bạn ấy không vào đúng đến nơi chứ cô có cấm ai đâu.